Đây là một fan cứng của Chaeyoung với banner rộng lớn. Và đây là khoảnh khắc khi cô ấy nhìn thấy banner của mình. Và đứng rất ngạc nhiên. Và đây là phản ứng của Chaeyoung khi đám đông lớn tiếng cổ vũ cho cô ấy nói chuyện. Chaeyoung cho biết rằng cô cảm thấy bối rối vì đây là lần đầu tiên cô ấy nghe tiếng cổ vũ của tên mình lớn như vậy. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.